Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay mình vào trong đây để chia sẻ cho các anh em là hai vấn đề chính để mà các anh em khi chơi một cái con game ở giai đoạn đầu cho nó tốt nhất có thể và các anh em có thể là áp dụng vô ngay và luôn khi xem cái video của mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ một cái cực kỳ là dễ luôn nhưng mà nhiều anh em không biết được. Và cái này á, thì mình làm cho có thôi nha anh em. Và chủ yếu á, thì một chút xíu nữa nó chỉ có một cái vấn đề cực kỳ quan trọng để cho các anh em biết mà tận dụng vô để đi farm cho nó là tốt nhất tại cái con game là Ega of Logenkia này. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các anh em là tự lập BT và có luôn một cái mật khẩu để cho người ta vào trong đây là có thể là BT với các anh em được qua nhiều cái hình thức. Để mà BT là anh em không cần phải là chấp nhận liên tục. Thì mình sẽ vào trong đây mình test demo cho anh em biết luôn làm thế nào để cho mà người ta có thể là BT với các anh em. Thứ nhất thì mình có BT thì người ta nhìn vô nó hài hòa con mắt liền. Thằng này nó không tranh bãi nè, nó mở BT nè, mình vô mình BT với nó. Còn nếu không á thì nó vô nó bóp tay liền, nó trao đổi khớp gối với mấy anh em liền thì nó quánh là cái như là bố nhìn không ra. Đầu tiên thì mình muốn làm được một cái BT thì các anh em phải bấm vào trong đây cho mình nha. Bấm vào nè, mình tự tạo gì nha. Khi mà mình đã tạo được như vậy thì các anh em tiếp theo các anh em vào trong tìm nhóm và ở đây thông tin cái cây BT của mình ấn vào là tự động chấp nhận và cái tên. Cái tên của các anh em cứ để là tùy ý nha anh em. Các anh em để như ví dụ là BT nè. Anh em, đây là cái tên nha. Và ở dưới đây là một cái mật khẩu. Mật khẩu thì cứ để cho nó dễ nhớ 1 2 3 4. 1 2 3 4 là như vậy là xong. Các anh em lưu thiết lập lại. Thì như vậy các anh em dò vô một cái cây BT của mình là sẽ có được cái tên như vậy thì mình sẽ bấm vô để cho các anh em biết ngay vào luôn nè. Các anh em cũng bấm vô như vậy. Mình muốn dò cái thông tin của mình nó có hiện được hay chưa thì các anh em bấm vô đây. Bấm vô cái phần tìm kiếm nè. Và gõ cho mình là BT khoảng cách là anh em. Đây, sẽ có một cái là BT khoảng cách là anh em nè. Khi mà các anh em bấm tham gia vào trong đây á thì nó sẽ hiện lên một cái bảng là nhập mật khẩu. Thì các anh em nhập 1234. Và khi chúng ta đã lập xong một cái tên BT đó là BT anh em và mật khẩu 1234 thì anh em có thể là vào trong một cái nhóm của mình. Dù muốn dù không gì thì các anh em cũng phải có vô một cái nhóm Zalo hoặc là một cái group Facebook. Thì các anh em cứ post bài lên mình có một cái nhóm ở Atlan, tọa độ mấy, cái tên BT là gì. Thì nếu mà mai thì người ta sẽ vào BT chung. Còn nếu mà không mai thì mình có thể là mình nên. Nhưng mà mình khuyên anh em á, một là để BT chung với anh em mà chơi chung. Còn nếu mà không có anh em nào chơi chung thì mình có thể là solo. Vì là solo nó sẽ tăng cái lượng S hơn. Lúc trước thì ở bên nhà phát hành người ta nói là BT càng nhiều S lên càng cao. Nhưng mà nó không đồng đều nha anh em. 3 hồi S nó sẽ nghiêng bên người này và 4 hồi S nó sẽ nghiêng bên người khác. Nó không có ở cố định như là ví dụ một người thì mình farm với chỉ giá là 30m. Còn hai người nó sẽ tăng lên là 32 hoặc là 35 hay gì. Nó không có nha anh em. Nó sẽ nghiêng qua và nghiêng lại. Cái đó là cái vấn đề BT thì các anh em có thể là vào trong nhóm thông báo cho anh em bạn bè vậy đó. Người ta vào để người ta BT trong khi là các anh em có thể là treo máy. Còn cái vấn đề chính quan trọng mà mình muốn chia sẻ cho các anh em. Ở đây các anh em nhìn vào một cái lượng điểm master của mình khi mà maximum của mình nó lên. Thì đâu đó là gần 20m. Ở đây là cái nhỏ nhất của nó cũng khoảng là 8m và 9m. Vì sao mà mình nói cái đây là cái quan trọng? Khi mà các anh em kết hợp một cái skill cho nó nổ combo. Nếu mà ở những phiên bản khác skill nó nổ combo nó sẽ là cái đam to nha anh em. Còn cái này là nếu mà các anh em kết hợp skill mà nó nổ combo là cái lượng S các anh em sẽ tăng. Đây là mình sẽ chứng minh cho anh các anh em thấy. Nếu mà cái lượng S của mình nhỏ nhất thì cũng nằm khoảng là 9m. Và khi nó lớn nhất là nó gần là 20m nha anh em. Ở đây là một cái skill nổ combo, đó là skill quả long xích. Và mình sẽ test qua một cái skill khác cho anh em xem. Điển hình thì mình sẽ test qua bên đây. Một cái skill là quả âm. Các anh em thấy nè, khi mà quả âm nó sẽ cho ra một cái là cái lượng đam cực kỳ thấp luôn. Các anh em thấy không? Nó sẽ chênh lệch rất là nhiều nha. Một cái skill càng thấp thì nó sẽ cho cái lượng điểm chúng ta càng bé lại nữa nha. Cái này chỉ có 1m luôn, 7m, 1m5. Nó xuống rất là nhiều luôn. Trong khi đó ở mình chỉ là 7m, 8m, 9m. Và mắt á, thì nó sẽ là 18, 19 và 20m. Và có khi nó ngáo á, nó nhảy lên là 60m nữa nha anh em. Không biết là nó ra cái gì, cái quần đùi gì mà nó nhảy lên 60m. Lúc trước thì có một anh nói ở cái con DL của mình, nó nhảy lên gần 100m đam anh em. Mình nói cái bộ siêu nhăn hay gì đâu, nhảy 100m đam. Và bây giờ mình mới có biết được ở không thì mình ngồi mình nhìn vô cái điểm master thì mình thấy là mình giật cả mình chống cả mặt nha anh em.
Cái này em thấy là xuống còn chỉ có là 1m, 2m, 6m và 13m. Trong khi đó là một cái skill quả long xích của mình nó sẽ nổ combo. Mình sẽ chuyển lại cho anh em xem. Khi mà bấm vào trong đây sẽ nhảy hẳn lên là 8m liền. Các anh em thấy nè, 8m, 9m nè. Nhìn vào cái lượng điểm master của mình nhảy lên nha, nó nhảy lên 11m nha anh em. Cái lượng S nhỏ nhất là 8m, 9m và cái lượng S lớn nhất của mình nó sẽ dần dần lên. Đây, nó sẽ dần dần lên là 14m. Một lát nữa cho các anh em xem là 17m nè, 13 nè, 15 nè. Nó lên rất là cao. Hồi nãy nó tụt xuống chỉ còn có 1m luôn nha anh em. Nó lên 17m nha. Các anh em thấy không? Nó rất là rõ rệt. Vì sao mà mình nói cái này là cái mốc quan trọng khi mà các anh em muốn chơi tốt một cái con game này thì các anh em có thể là tìm hiểu qua. Đây là một cái điều mà cũng không phải là mình phát hiện ra, mình không có để ý tới luôn, nhưng mà có một anh ảnh rất là dày dặn kinh nghiệm, anh chia sẻ với mình vào test thử đam xem là nó có khác hay không, thì mình vào mình thấy là nó khác rất là rõ rệt và còn nhiều cái hay nữa anh em. Mỗi một con class nó có một cái hay riêng nữa nha, chừng nữa mình sẽ làm cho anh em biết nữa. Còn trước mắt thì mình sẽ chia sẻ hai cái vấn đề mà nan giải nhất thì anh em hỏi mình rất là nhiều. Mình muốn đặt một cái BT có mật khẩu làm sao? Ở trên PC thì nó có là một cái lệnh là BT auto mật khẩu thì người ta sẽ biết là người ta vô, còn cái đây thì khỏi căng, người ta tạo sẵn cho mình luôn. Mình sẽ làm lại một cái nữa cho anh em xem. Mình sẽ xóa nè, ở đây là cái phần nhiệm vụ nè, tắt nè, mở nè, qua phần nhiệm vụ nè, qua phần nhóm nè, đặt ở trong đây. Khi mà mình đặt lên rồi á thì các em bấm vô cái chữ là tìm nhóm nè, ở đây nó sẽ có thông tin BT nè, ấn vô tự động chấp nhận nha, phải tự động chấp nhận nha. Ở đây mình đặt cái tên, với đây mình đặt mật khẩu rồi lưu thiết lập thôi, nó rất là dễ luôn. Chỉ cần là mày mò một chút xíu là các em sẽ biết đường mà chơi. Và quan trọng nhất là mình xin nhắc lại các em hãy dùng một cái skill chính thống của một cái con class nào mà nó nổ combo. Ví dụ cái con là DK thì nó là đâm gió nó nổ combo, cái con DL thì nó sẽ là quả long xích nó nổ combo, và cái con Đát Quay nó là mưa thiên thạch nó sẽ nổ combo. Mưa thiên thạch khác và mưa sao băng khác nha anh em. Nhiều anh em nói là mưa sao băng, không phải, nó mưa thiên thạch nó gớt cái cục tròn tròn á, chứ không phải là nó gớt nguyên một dời nha. Những cái skill nào mà nó cho ra cái lượng combo là cái lượng S của các em nó sẽ tăng, nó đi tỷ lệ nghịch vậy với cái mà cái lượng đam. Lúc trước những cái con game khác nếu mà mình nổ combo là cái lượng đam của mình nó sẽ tăng, nó to. Còn bây giờ nếu mà nổ combo thì cái lượng S của các em sẽ tăng lên, mình không biết vì sao. Quái nó cũng y chang vậy, đâu phải là nó ra một lần là 8 con, nó ra một lần là 10 con hay nó ra một con đâu, mà nó chỉ là ra đều luôn, ba con hoặc là bốn con nó sẽ ra đều luôn. Các em thấy không? Không khi nào nó gớt xuống 1m anh em à. Từ 12m, 11m, 14m, 19m. Nhỏ nhất của mình thì cũng khoảng là 9 mét, các anh em thấy không? Nó rất là rõ rệt. Còn mà chuyển qua những cái skill khác, nếu các anh em chọn những skill nào mà nó đầm bé hơn nữa là cái lượng S của anh em không có luôn. Nó quánh ra như cái quần đùi luôn. Dù các anh em phải full boost, full bùa đồ các kiểu nhưng mà nó không cho ra đâu. Còn cái này mình có là có boost nhưng mà nó sẽ khác biệt là mình đổi qua kỹ năng. Kỹ năng chính thống và một cái kỹ năng không chính thống thì nó sẽ chênh lệch và khác bọt nhau về cái kỹ năng, chứ không phải là mình nói khác bọt nhau về những cái con quái. Con quái thì nó cũng ra y chang vậy thôi, tại một bãi quái mặc định của nó là 6 con thì nó sẽ ra 6 con xây dòng như vậy hoài, nó không có ra một lúc là 6 con hay là 10 con nha anh em. Và các anh em xem tới đây thấy những gì mà mình chia sẻ có hữu ích thì các anh em có thể là comment phát biểu và đặc biệt cho mình xin một like, một chia sẻ để kênh càng ngày càng phát triển nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau, có nhiều cái hay ho để tiếp tục chia sẻ cho các anh em biết nữa nha.